Công nhân của hãng Lonmin được tăng 22% lương và sẽ quay trở lại làm việc, tin từ Mexicana. Các công nhân của công ty Lonmin đã chấp nhận đề nghị tăng lương 22% để chấm dứt cuộc đình công và biểu tình 6 tuần lễ đã làm ít nhất 45 người chết. Các công nhân đã tập trung tại một sân vận động túc cầu, hoan nghênh việc tăng lương và hứa hẹn quay trở lại làm việc vào ngày mai. Ông Abe Gott, đại diện của công ty Lonmin nói rằng, việc ký kết hiệp ước đã mở ra một trang sử mới. Ông Joseph Matundwa, đại diện của nghiệp đoàn nói rằng, những điều diễn ra sẽ trở thành một bài học giá trị cho tương lai. Một nhà phân tích lo ngại, tăng lương cho công nhân tại mỏ Marikana sẽ tạo khó khăn trong lĩnh vực khai thác, trong lúc giá kim loại quý đang xuống thấp, nhưng tiền công và tiền điện lại gia tăng. Một dấu hiệu tốt đẹp khác trong ngành kỹ nghệ khai thác hầm mỏ của Nam Phi là công ty AAP cũng cho biết các công nhân của công ty này cũng đã quay trở lại làm việc. Giá bạch kim đã giảm 2% sau khi có tin vụ đình công tại Mexicana đã được giải quyết. Cuộc xung đột, nhất là việc cảnh sát bắn chết 34 công nhân vào ngày 16 tháng 8, đã tạo nên sự chỉ trích mạnh mẽ đối với Tổng thống Jacob Zuma và đảng ANC cầm quyền, đã không quan tâm tới đời sống công nhân và dân chúng nghèo khó trong nước, và đảng ANC đã trở thành đồng minh của các chủ nhân kinh doanh giàu có trong nước. Bạch kim ở Nam Phi chiếm 80% trữ lượng thế giới và nước này cũng là quốc gia sản xuất vàng hàng đầu. Cuộc đình công làm cho chính phủ mất lợi tức khoảng 548 triệu Mỹ kim. Cuộc đình công của 15.000 công nhân của mỏ vàng KDC West của công ty Goldfields vẫn còn đang tiếp tục. Ngày hôm qua, giám đốc điều hành của công ty nói rằng công ty không thể tăng lương theo đòi hỏi 1.500 Mỹ kim một tháng của công nhân. Trong lúc đó, Quốc hội Nam Phi đã biểu quyết tăng lương cho Tổng thống Zuma lên 315.000 Mỹ kim một năm.